Minh Sơn quan kính chào tất cả quý ông bà, cô bác, quý đại các phu nhân, quý thanh tân, công tử, quý thứ nữ, chưa chồng, quý anh chồng, thương vợ, quý cậu mợ, hai đàn, quý họ hàng, hai họ, quý em nhỏ dễ thương và quý công nương khó tánh. Chào chúng ta nghe đã liền. Giả gì mặt anh bây giờ? Gì bà nội? Là không vô duyên à? Ra ngoài đường bà con cô bác ta vỗ tay ta chào đó, ta cười tươi gì tự nhiên cái mặt nhăn nhăn khỉ ngớ kìa. Nhăn đâu, hỏi bà con tôi bước ra tôi cười với bà con nãy giờ chứ bộ. Anh cười rồi. Cười đó. Trời ơi không phải khen anh nghe. Sao? Cái anh cười mặt anh xấu như quỷ. Mặt xấu quá. Không dám đâu. Ở nhà má tôi khen tôi lắm đó. Má anh khen anh. Má tôi nựng tôi hoài à. Má còn nựng anh nữa. Má nó con ơi sao con cười có duyên với Ngọc Quyền quá. Anh nghe lộn rồi, anh nghe lộn rồi. Má nói con ơi con, cái mặt con cười giống như Ngọc Dương quá. Trời mặt dê như Ngọc Quyền. Ngọc Quyền mặt ta đẹp với mặt trắng thù lùi dê. Mỏ nhỏ quắc Ngọc Quyền gì. Da đen như lòng túi trắng. Tại ba má tôi nghèo gian nắng nên tôi đen. Lẻo mép, lẻo mép. Thôi được nè, bây giờ này. Hay phải không? Lẻo mép phải không? Bây giờ ra gặp bà cô bác nè. Chào chúc cái coi. Hồi Tết giờ mình chưa gặp bà con. Ừ. Bây giờ gặp bà con chào mà còn chúc bà con nữa. Chào mà chúc nữa. Năm nay chúc khác à. Chúc khác là chúc sao? Chúc mình phải chúc là có dần, có điệu đàng hoàng. Thí dụ như sao? Tôi đi nước nào thì chúc dần đó. À, thí dụ như anh đi nước Pháp thì chúc dần Áp. Anh đi nước Anh. Chúc dần Anh. Anh đi nước Đức. Chúc dần Ức. Dần nó khó chúc lắm mà nha. Dần nó chúc phải đi phải né dữ lắm mà chúng thôi lạng quạng lạp. Chuyện nó bậy hoài lắm à. Thiệt. Chúc dần đó là lẹo lưỡi cái chết à. Thí dụ như nước Mỹ sao? Chúc dần ỉ. Trời, cái dần ỉ này còn dữ dội hơn nữa. Dần ỉ chúc lạng quạng bị bệnh sida đó. Bây giờ muốn vui nữa đó. Vui sao? Tôi chúc một câu, anh chúc một câu. Chúc câu, chúc câu. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là người nào thua đưa 100 đô. À, chúc dần ỉ. Ừ. Mà anh chúc câu, tôi chúc một câu. Ừ, nào thua đưa 100 đô. Sao cha này máu me cờ bạc vậy? Tại kế bên mà. À, được, chơi với anh nè, chơi với anh cho vui nè. Tao thua 100 phải không? Tôi chúc trước. Chúc trước phải không? À. Hôm nay rất hân hạnh gặp bà con trên nước Mỹ. Ê, ông có dọn gì? Nước Mỹ mà, nhà nghỉ. Chắc là chúc đảng hậu đi trời. Không, thiệt người chúc câu mà đảng hậu gì? Ngắn ngủn vậy hả? Hôm nay gặp bà con trên nước Mỹ. Anh em chúng tôi xin được chúc cho quý vị đôi lời hoa Mỹ. Cho toàn thể người Việt Nam đang sống trên nước Mỹ. Công việc làm ăn thì hoan hỷ, tiền bạc mình vô tỷ tỷ. Hơn hẳn những sắc tộc khác đang sống trên nước Mỹ. Giả cho mỏ bây giờ. Cái gì vậy trời? Chơi ăn gian rồi. Gian gì? Hồi nãy giờ có cái nước Mỹ nó chơi hoài à. Thì ở Mỹ nước Mỹ cái gì nữa? Chơi ăn gian hả? Hồi nãy giờ nó không hoa Mỹ nè không, rồi tiền bạc vô tỷ tỷ nè ha, cuộc sống hoan hỷ nè ha, đủ thứ cái chuyện chứ có nước Mỹ chơi hoài hả? Là nước Mỹ nó thua đó. Khó vậy. Nghe chú quý ông nè. Chúc cho quý ông có sức khỏe bền bỉ, lúc nào cũng khỏe mạnh giống như mấy con khỉ. What? Tự nhiên chúc bà con giống mấy ông giống khỉ, ta buồn sao? Không hiểu, không hiểu. Anh thấy không? Anh thấy mấy con khỉ già không? Ê, khỉ già chỉ tôi ra. Sao không chỉ mấy con bạn nhạc hả? Mấy bạn nhạc là khỉ trẻ, này là khỉ già. Ý tôi nói là mấy con khỉ già, dù già thế nào già, nó vẫn còn leo cái này, nó truyền qua cái kia, thấy không? Thế ý nói dặn mấy ông đây nè, dù có tuổi nào đi chăng nữa cũng nắm bà này một cái, nếu bà kêu một cái cho đi vui. Dẻo dai đúng không? Dẻo dai. Nó dẻo dai đi. Ờ tên chúc mấy bà đi. Chúc cho các bà lúc nào cũng đẹp, trắng trẻo hơn mấy bà da đen nước Mỹ. Đưa tao đi, đưa tao đi. Dẫn chơi. Đưa tao đi. Người ta dẫn chơi. Đưa tao đi. Ta thử anh thôi. Trời đất ơi, chưa giữ cái đồ tiền. Thử thôi. Nghe, nước Mỹ là chung chăm à? Biết rồi, không nói nước Mỹ nữa. Chúc cho các bà trắng trẻo, đẹp mà không cần đi thẩm mỹ. Cha này cho lẻo mép quá nè. Tôi chúc cái này là nín luôn khỏi chúc nè. Gì? Hồi nãy giờ hai anh em tôi chúc mệt rồi. Bây giờ nghỉ. Hết chúc. Nghỉ rồi, hết chúc rồi. Ê, khoan. Đưa tâm đây, đưa tâm đây. Chưa nghỉ. Chưa nghỉ. Chúng ta phải hát lên một cái gì cho vui vui gì.
anh là nghệ sĩ. Và sau đây là bài hát được mang tựa đề là Chuyện tình người con gái mang tên Thủy. Rồi, đi tập rồi. Người ta viết cái bài hát Chuyện tình người con gái tên Thi mà ông ca tên Thủy. Người ta thi ơi, thi ơi, thi, thi, biết, biết không thi. Không lẽ ca Thủy ơi, Thủy ơi, Thủy, Thủy. Chăm đây, chăm, chăm đây. Giờ tôi hát Thủy ơi, Thủy ơi, Thủy, Thủy. Thôi, Thủy là vợ ông, đưa đây, chăm đây. Tự nhiên đưa cho luôn cho anh chăm ta. Cái này mình để vô máy vỗ cái bóp bây giờ xác bót về luôn. Nhưng mà đâu à? Gì? Đâu à? Quá bển. Mỹ mở cửa tới bụp tới rồi. Lại đây. Đứng đây tôi gỡ. Gỡ anh tự nhiên ăn tâm mày đi luôn. Anh có khi nào ăn tôi đâu mà gỡ. Không, công nhận ăn nói anh lẻo mép anh hơn tôi thiệt. Ừ. Nhưng mà giờ chơi qua khác đi. Chơi gì? Đố ca hát nè. Hát? Hát. Ai hát? Tôi hát. Bệnh bỏ báo qua để hát. Bạn kia là chưa biết rồi. Chưa báo anh nghe tin hết hồn luôn. Gì? Sơn ngày nay không còn là một con người bình thường nữa. Chết cha mày điên rồi hả? Chắc còn giả vô mỏ mày quá. Không bình thường. Sao mày nói chuyện tâm hơi vậy? Nó không bình thường. Nó không bình thường nữa là bây giờ là không có bỏ báo nữa mà trở thành ca sĩ nổi tiếng rồi. Ca sĩ? Ừ. Phải không? Biết Michael Jackson không? Biết. Chết rồi. Tôi thế. Hả? Tôi nói thiệt nghe, tôi hát là cho dân nước ngoài nghe không á. Không hát tiếng Việt Nam. Chết cha, lâu quá không hát tiếng Việt Nam làm như quên tiếng Việt rồi ra. Nè, muốn nghe không? Nghe cho biết. Thử tài không? Thử. Thử phải không? Hả? Ban nhạc, Michael Jackson đi. Tôi hát Michael Jackson đây nghe. Chết cha, bạn tôi hát tiếng Mỹ thiệt trời. Trời ơi, giống Michael quá trời ơi. Một người nông dân hên quá cũng phải là nông dân. Không có vỗ tay. Nó đâu phải Michael, đó là con gà cồ á. Gà cái gì Michael á. Michael hát cái gì Nam má em mà đâu được cài bừa hả? Thì tôi hát tiếng nước ngoài là cho người nước ngoài nghe thôi. Ở đây là người Việt Nam mà, tôi hát tiếng Việt Nam cho người nghe chứ. Thấy người ta cười không? Ta cười là ta khoái á. Ta cười là ta cứ dễ đó. Không biết hát dạy cho. Anh biết hát không? Thầy dạy âm nhạc nè. Phải không? Sao? Biết nam danh ca Trường Vũ không? Biết. Đệ tử thứ 18 của tôi. Phải không? Chưa đâu. Biết Chế Linh Giang Tử được không? Biết. Đệ tử tôi luôn. Phải không? Chưa đâu. Biết ban nhạc này không? Biết. Sư phụ tôi. Ủa sao không nói nó đệ tử anh nữa đi. Nó đông đông mà nó bự con không à. Sợ gì? Sợ nó quýnh. Cái gì là không biết hát rồi. Nói chơi thôi. Đây nè, chuyên môn hát nhạc nước ngoài. Nhạc đặc ngoài. Biệt là nhạc rap nước ngoài. Nhạc rap luôn. Chứ sao? Rap Mỹ hả? Không. Tiếng Pháp. Chữ nhỏ. Không lẽ rap nước tiếng Đức? Không. Tiếng Nhật. Bình thường. Chỉ tiếng gì? Campuchia. Campuchia làm gì có nhạc rap ông nội? Trời đất, ta không biết rồi. Campuchia nhạc rap hay hơn rap Mỹ nữa. Có không? Đặc biệt tôi hát bằng tiếng Campuchia. Các bạn sợ sợ má em mà đông đi cài bừa đó. Campuchia phải không? Nghe thử nè. À. Sau đây mời quý vị nghe một bài hát Campuchia được mang tên Uyên Uyên Salen Bón Té. Yeah. Thiên miền, thiên miền. Subscribe bọn ơi. Si bài, rây mịt. Chắc sẽ mấy anh cho anh mọt tôi sẽ ná tết khá nhâm cắn tái tuột sẵn rộng á. Rùi rùi khá nhâm tàu ná sẽ lên bọn tế á. Rùn rùn tay một tụt tay mơ rùi răng hết răng sao nháy. Dơ dơ hết răng sao nháy Uyên ơi. Bên dưới đất bánh sáng cho em. Bỏ tôi về nó chơi vô bỏ cho cái tật mày xạo. Xạo gì?
Tiếng Campuchia hả? Campuchia đó. Tiếng Campuchia nghe tiếng Việt Nam rõ ràng. Campuchia hả? Việt Nam đâu? Rõ ràng rồi, nói bon à, tuột sao đâu mà coi coi chơi. Chết cha, tôi có hát vậy không? Có, không hỏi bằng nhạc thôi. Mấy thằng nhiều chuyện mày. Vậy là tôi hát chưa tới Campuchia. Gì hát tới đâu? Mới tới Tây Ninh à. Cha này xảo rồi. Bởi vậy thua, thi với tôi là thua chắc luôn. Thử trí thông minh phải không? À, bây giờ nè, vậy sao? Tôi với anh nè, hát một liên khúc. Liên khúc? Liên khúc con vật. Có nghĩa là tôi muốn hát con gì tôi hát? Bậy, hát con gì hát là chuyện tầm thường à. Bây giờ tôi chỉ anh con gì mà anh hát con đó được mới hay. Thử đi, thử nghe thật. Thí dụ nè, thí dụ như anh chỉ tôi hát con bướm đi. Con bướm? Con bướm, tôi hát bướm cho anh nghe bướm nè. Kìa con bướm bà, kìa con bướm bà, xòe đôi cánh, xòe đôi cánh. Con bướm nhỏ bay ba vòng, con bướm lớn bay năm vòng. Bay tùm lum, bay tè le. Giống bướm này giống đại bàng không gì. Thì miễn có con bướm trong đó thôi à. Giờ thí dụ tôi chỉ là anh nè. Chỉ con gì? Biết anh khoái con này nè. Con gì? Con chim. Khoái phải không? Chim là được ca được à. Hả? Chim ơi chim, chim bay bay, hót yêu lo, hót yêu lo. Anh yêu chim, anh mến chim, vì mỗi lần chim hót anh yêu. Nhìn mặt cha này biết chả khoái chim nè. Mà chả đâu biết là mấy con chim cũng khoái anh chả lắm. Sao vậy? Bây cái mỏ nhọn á, mấy chim khoái lắm. Ê, không có nuôi tôi ngày nào chơi tôi mỏ nhọn ngoài nha. Có nhọn duyên. Nhọn duyên, bây giờ chơi phải không? Chơi thiệt phải không? Bây giờ nha, lựa tác giả người ta có bài nào chỉ hát. Rồi. Rồi. Coi thử trí thông minh thôi. Rồi. Tiền bạc là chữ nhỏ. Rồi. Bây giờ tôi chỉ anh. Anh chỉ trước phải không? Rồi. Chấp anh luôn. À, kiếm con gì mà tác giả người ta viết đó. Viết. Con cọp. Hát đi con, mày hát con cọp cho tao. Mày không có bài hát con cọp mà đưa 100 đây con ơi. Ê mày theo đơ mày, tác giả có bài nào viết con cọp không? Không có đưa 100 đây. Nó giỡn hoài sao đưa 100 được? Đố trí thông minh mà. Đúng chơi hoài à. Mày đờ cái gì thằng nghĩa sữa? Có con cọp đâu mày đờ. Ra đây. Ê từ từ, 100 được. Cọp phải không? Cọp. Cọp con cọp nè. Có không? Có. Trời đêm dần tàn, tôi đến sân ga đưa tiếng người trai lên về ngàn. Con cọp. Hai câu tôi đâu nghe chữ cọp đâu rồi. Đưa người trai đi về ngàn có nghĩa là lên rừng phải gặp cọp. Không có. Tôi đã yêu cầu anh hát bài hát nào có chữ cọp cho tôi. Có chữ cọp bài anh không nghe. Con cọp đâu? Có. Trời đêm dần tàn, dần là con cọp. Không thông minh thua nó 100 nữa rồi. Ai chơi mất dạy như nó vậy. Người ta chơi là chơi chỉ bài nào mà tác giả người ta viết ra kìa. Đó là mới viết ra rồi cái tôi chỉ anh cho anh hát cho khán giả đây ta vui. Được. Chứ ai mà chơi chơi lấy 100. Đúng rồi. Nè coi tôi chỉ nè, dễ dàng lắm. Dễ lắm. Bài này tác giả nào ta cũng viết hết trơn á mà không biết anh biết hát không thôi. Đó, dạ. Là gì con gì? Con voi. Con hát chết cha mày luôn. Hát voi đi con. Đừng có giỡn, hát đi. Ê ê ê, tôi hát giọng cổ được không? Giọng cổ bài gì con voi? Hai bài tưng cỡ voi á. Tân nhạc à, trả tập đây. Chưa suy nghĩ, để từ từ suy nghĩ chứ. Ê con voi, con voi, con voi. Có không, có không? Nghe kỹ nha. À. Tôi đứng đó như hình một pho tượng. Chờ ai đây, đợi ai đây, và tìm ai đây. Chưa có con voi. Bọn mày điếc hả? Chưa đâu. Nghe cho kỹ từ lời một nè. Tôi đứng đó như hình một pho tượng. Tượng là con voi đó. Phải tượng là con voi không bà con? Trời ơi, là tôi thua rồi. Anh này thông minh vậy trời. Tôi tươi, tôi tươi. Con này dễ hơn nè. Dễ. Dễ nha. Ừ. Con chó. Con chó. Ừ. Con chó dễ lắm nghe nè. Về tới đầu làng, con chó nó gặp nó dậy tôi rộn ràng. Cái bài này Thanh Sơn thì viết con chim mà ông ca con chó đưa trong đây. Tôi biết con chim nhớ. Con chim khác, con chó khác, con chim nó kêu chít chít phải không? Con chó nó kêu ô ô ô ô ô ô ô ô ô.
Wow, 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 wow. Who let your dog out? Wow, 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 wow. Who let your dog out? Wow, 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 wow. Có điên rồi. Mày nhậu với con hùng rồi. Mừng quá, có con chó. Mà tôi luôn chăm nữa rồi. Có con chó. Nè, con này anh mới chết nè. Có gì? Con gà. Con gà dễ. Sao dễ? Anh có hát tiếng Mỹ phải không? Ừ. Tôi hát tiếng Tàu cho anh nghe. Nghe kỹ con gà nha. À. Duyên hò miên thoai chẳng chắc thì châu có tích việt chi. Dẫu lý dẫu ô dẫu xịn dẫu nhậu dẫu xỉn nhậu quậy. Ê, không lẽ mày nhậu bắt gà mày nhậu? Có gà mà. Có gà đâu, đâu nghe gà đâu. Dẫu lý dẫu ô dẫu, dẫu là con gà. Anh nhận là con cọp, tôi dẫu là con gà, được không? Tôi dẫu là con gà. À, hay 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 hay. Hay chứ. Con cá. Con gì? Hát con cá. Con cá từ nhỏ biết hát rồi nghe nè. Chiều nay em đi bắt cá, cái về cho má nấu canh chùa. Làm sao cho kha kha, cái để cho má nấu canh chùa. Ô kìa con cua, đừng là lân ơi chui xuống hàng hai con. Ô kìa con cua, đừng là lân ơi chui xuống hàng hai con. Chửi một con cho kha hai con. Đó, bây giờ nè. Chỉ một con hát hai con. Trời ơi, một con được ca không được, hai con gì? Không được, hai con trả 100 đây. Nè, bây giờ chỉ con này nghe. Con này một con kiếm còn khó nữa, tới hai con. Cái gì? Con đĩa. Mày hát đi. Hát đi mày. Ê, đừng móc đĩa ra hát nghe. Móc đĩa ra. Ê, có. Đĩa đâu? Tôi nhớ tôi hương lan, tôi nhớ tôi đĩa rồi. Có không? Nghe nè. Từ ngày xa đất Tiền Giang, em theo anh về chốn ruộng vườn. Mũi kêu mà như sao thôi, đĩa lên tựa bánh canh. Hai con mũi con đĩa. Tặng luôn con bánh canh luôn. Sao thua chưa? Sao thua được, vẫn chơi hoài. Con này mới thua nè. Con này không ai viết nhạc, con để dành ăn thôi. Con gì? Con trù. Con trù. Trù. Anh trù để tôi nướng thôi, không có ai giết. Trù. Đây không. Không bao giờ. Ê, có. Gì? Con trù, con trù. Ê, ai? Cha. Con trù rồi. Ai giết mẹ con trù ấy? Gì vậy? Tôi có thấy nhảy không nha? Từ. Say you will be mine. I will keep missing you tonight. Cái tay hồng tiếng Mỹ không biết á. Cái bài này á, ý nghĩa nó là chiều chiều ở trong rừng á, có con nai đi chơi chung với con trù. Hai con đi với nhau. Anh đừng có ăn giá nha. Đừng thấy tôi không biết tiếng Mỹ ăn giá nha. Có con nai con trù đàng hoàng mà. Trù nai trù đâu? Nghe nè. I will keep missing you tonight. Con nai con trù. I will keep missing you tonight. Con trù con nai. Hai con. Trù nai đàng hoàng. Không tiếng Mỹ đâu hay quá người ta. Giỡn chơi hoài. Bây giờ con này mới chết nè. Con này là mới chết nè. Ở Việt Nam thì còn có nha. Qua Mỹ là không ai có hết. Đó nhất là thằng cha mà cái đầu mà bóng bóng như kia đó. Thằng cha Trí đó đó. Không có luôn. Con Trí. Hát đi. Làm sao con Trí sống được đâu chả. Muốn con ngồi nữa nha. Ngồi tôi thấy cái đầu bóng bóng nó Trí đó. Con Trí, coi Trí. Nghe con Trí nè. Đâu? Em đi đâu về mà tóc đầy nè. Chết cha, có tóc rồi hả? Em ngồi em chạy. Có không? Rớt dài con chí. Rồi cười một mình. La 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 la. Hai con chí con la. Giả cho ngõ bây giờ. Chặt chế hả? Con chí, làm gì có con chí. Dạ, anh đây. Thiếu gì? Thua quá, thiếu. Làm gì? Trả 100 đây. Mai. Làm gì? Tại sao mai? Nếu chứ chắc quá là trả lại. Ê, 100 đây. Trời ơi, xin lương, xin lương, 100 đây. Ê. Duy Sơn Bảo Trung kính chúc tất cả quý vị được an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin chào, chào tạm biệt. I will sing to you every night. I think of you all night long. Feel lost when you're out of my sight. The sun may rise and set through my days, but our love's forever.